Bạn đã bao giờ nghe đến cái tên Stanley Milgram chưa? Ông ấy là một nhà tâm lý học xã hội người Mỹ. Ông được mọi người biết đến với cuộc thí nghiệm tâm lý vào năm 1961 nhằm tìm hiểu xem sự tuân thủ mệnh lệnh của con người và bản chất của cái ác. Điều đặc biệt ở đây là thí nghiệm này, mặc dù những người tham gia thử nghiệm không hề có ai bị thiệt mạng, nhưng nó vẫn bị mang tiếng là thí nghiệm vô nhân tính nhất trong lịch sử loài người. Trong video này, chúng ta hãy cùng khám phá những tội ác kinh hoàng cho đến chân tướng và cuối cùng là sự tuyệt vọng qua bài viết Thí nghiệm tâm lý gây sốc nhất trong lịch sử tâm lý học của tác giả David Vũ đăng tải trên website spiderroom.com. Hy vọng các bạn có thể bình tĩnh, kiên nhẫn xem hết video, sau đó hãy bình luận cho chúng mình biết suy nghĩ của các bạn về thí nghiệm này nhé. Hãy cùng bắt đầu thôi. Vào tháng 4 năm 1961, tại tòa án Jerusalem đã công khai xét xử cựu đại tá Đức Quốc xã có tên là Adolf Eichmann vì đã giết hại hàng triệu người Do Thái trong quá trình quản lý trại tập trung của Đức Quốc xã. Quá trình xét xử được truyền hình trực tiếp và trong phòng xử án, hơn 500 nhà báo từ khắp các nơi trên thế giới và còn hàng triệu người ngồi trước TV để theo dõi phiên tòa xét xử kẻ sát nhân được mệnh danh là tên đồ tể của châu Âu. Mấy nghìn hồ sơ được liệt kê ra trước tòa, mấy trăm nhân chứng đứng ra làm chứng, chứng minh trong trại tập trung thực sự đã xảy ra những tội ác như hãm hiếp, tra tấn, giết người được thực hiện bởi Eichmann. Trong quá trình xét xử, Eichmann đã cố gắng bào chữa trước tòa rằng ông ta thật ra chỉ là phục tùng mệnh lệnh. Đó đều là nhiệm vụ mà cấp trên giao xuống. Eichmann không coi những hành động của mình là vô trách nhiệm về mặt đạo đức khi chỉ làm nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Tuy nhiên, sự bào chữa của ông ta không thực sự hiệu quả và ông ta đã bị tòa kết án tử hình vì những tội danh ghê tởm của mình. Những lời bào chữa của Eichmann đã làm cho cộng đồng người Do Thái cực kỳ phẫn nộ. Nhưng lại có một người Do Thái ở trên đất Mỹ xa xôi, sau khi xem xong phiên tòa xét xử, ông không hề phẫn nộ, mà thay vào đó, ông bắt đầu suy nghĩ về những lời biện minh của Eichmann. Sau đó, ông đã thiết kế một thí nghiệm tâm lý học để xem những lời mà Eichmann nói có đúng hay không. Rằng trước áp lực của những nhà cầm quyền, con người sẽ lựa chọn phục tùng theo mệnh lệnh hay là nghe theo lương tâm của mình. Và đó là tiền đề cho sự ra đời của thí nghiệm tâm lý học được cho là vô nhân tính nhất trong lịch sử loài người. Thí nghiệm có tên Thí nghiệm Milgram của nhà tâm lý học xã hội Stanley Milgram. Mục đích của cuộc thí nghiệm. Khi diễn ra phiên tòa xét xử Eichmann, Milgram lúc đó mới tốt nghiệp tiến sĩ và trở thành trợ giảng tâm lý học tại Đại học Yale. Milgram muốn biết những lời biện minh của Eichmann có mấy phần là sự thật, nên đã cùng cộng sự tạo nên một cuộc thí nghiệm nghiên cứu về vấn đề này. Mục đích của cuộc thử nghiệm này là kiểm tra xem giữa áp lực mệnh lệnh của thế lực cầm quyền và đạo đức của nội tâm, con người sẽ lựa chọn cái nào. Để xem xét vấn đề này, Milgram đã xin trợ cấp để thực hiện thí nghiệm từ chính phủ và đã được đồng ý. Phí đầu tư mà chính phủ chu cấp cho thí nghiệm này là hơn 400.000 đô. Ngoài ra, thí nghiệm này còn nhận được sự ủng hộ của Đại học Yale. Để thực hiện thí nghiệm này, Milgram cùng các cộng sự của mình đã đăng quảng cáo tuyển dụng 300 người tình nguyện tham gia một cuộc thí nghiệm liên quan đến trí nhớ và học tập với giá khoảng 4 đô la một giờ trên một tờ báo tại thành phố New Haven. Yêu cầu duy nhất trong tờ quảng cáo là người tình nguyện cần trong khoảng tuổi từ 20 cho đến 50. Thí nghiệm mà Milgram thiết lập cần 3 người để hoạt động, trong đó sẽ có 2 nhân viên thuộc tổ chức nghiên cứu và 1 người tình nguyện. Và mỗi vòng sẽ chỉ kiểm tra 1 tình nguyện viên. 3 người này sẽ đóng các vai trò là người giám sát, học sinh và giáo viên. Trong đó, giáo viên sẽ là những người tình nguyện viên tham gia thí nghiệm. Còn người giám sát và học sinh là những người trong đội ngũ nghiên cứu của Milgram. Đối tượng thí nghiệm trong vai giáo viên sẽ được cho biết rằng anh ta đã tham gia vào một thí nghiệm ghi nhớ. Vai trò của anh ta sẽ là thực hiện một loạt những cú sốc điện với học sinh nếu trả lời sai. Trước mặt giáo viên là một tấm bảng dài với 30 công tắc được dán nhãn với các mức điện áp tăng dần, cao nhất là 450 V. Tuy nhiên, thì giáo viên và học sinh sẽ ngồi ở 2 phòng riêng biệt, không nhìn thấy nhau và chỉ có thể liên lạc thông qua bộ đàm. Nhiệm vụ của người giám sát và học sinh sẽ là diễn kịch mô phỏng xung đột xảy ra giữa quyền lực và đạo đức để làm khó các tình nguyện viên. Trong đó, người giám sát sẽ ngồi cùng phòng với giáo viên, giả vờ đưa bài kiểm tra cho người đóng vai học sinh ở phòng bên cạnh, đồng thời nhắc nhở và cảnh báo điện áp được dán trên những công tắc điều khiển. Trên thực tế, những học sinh sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn với giáo viên trước khi đi sang phòng bên cạnh. Sau đó, học sinh sẽ kết nối máy ghi âm với công tắc điện để phát ra những tiếng la hét khi mỗi cú sốc điện được truyền đi. Bởi sẽ chẳng có cú sốc điện nào thực sự được diễn ra cả. Tất cả chỉ là một màn kịch. Dĩ nhiên, những giáo viên sẽ không hề biết rằng chẳng có ai bị điện giật cả.
và những tiếng kêu la đau đớn hoặc đập vào tường van xin dừng thí nghiệm chỉ là âm thanh được phát ra từ máy ghi âm. Khi thí nghiệm được tiến hành, người giám sát sẽ đưa ra một loạt các vấn đề cần ghi nhớ cho học sinh và yêu cầu học sinh trả lời. Mỗi lần học sinh trả lời sai, giáo viên sẽ được người giám sát thí nghiệm yêu cầu nhấn nút gây điện giật để trừng phạt với cường độ lớn dần, tối đa là 450V. Dĩ nhiên, giáo viên không hề biết rằng chẳng có ai bị điện giật cả, cũng như người vào vai học sinh là người của nhóm tiến sĩ Milgram. Những người vào vai học sinh này, ngoài âm thanh từ máy ghi âm, họ sẽ giả vờ kêu la đau đớn hoặc là đập vào tường van xin dừng thí nghiệm. Trong suốt thí nghiệm, các giáo viên tỏ ra không thoải mái và vô cùng lo lắng. Có người liên tục quẹt mồ hôi ở trên trán, người thì gắng cười to một cách gượng gạo hoặc là khóc lóc hỏi thăm tình trạng của học viên. Tuy nhiên, hầu như không có ai tỏ ý muốn dừng lại trước mức 135V. Cho đến khi gần mức 300V, một số người xin dừng thí nghiệm và trả lại tiền. Nhưng đến lúc ấy, họ lại được người giám sát đốc thúc và trấn an rằng sẽ không có chịu trách nhiệm gì cả nếu có bất chắc. Và nghe như vậy thì họ lại tiếp tục nhấn nút bất chấp những tiếng gào thét, kêu la từ phòng bên kia. Một tuần trước khi tiến hành thí nghiệm, Milgram đã thăm dò thử ý kiến của nhiều sinh viên năm cuối khoa tâm lý học cũng như là các đồng nghiệp. Và ai cũng cho rằng nếu điện áp cao hơn 150V thì dù bị đe dọa, trấn an cũng sẽ không ấn tiếp. Hiển nhiên khi chỉ nói lý thuyết suông ở trên giấy, đặt ngoài môi trường áp lực đó, ai cũng đều thể hiện một tinh thần rất mạnh mẽ về đạo đức. Nhưng kết quả của cuộc thí nghiệm này đã làm cho Milgram kinh ngạc. Gần 2/3 giáo viên sẽ bấm công tắc có mức công suất điện cao nhất nếu người giám sát trấn an họ, rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm gì nếu có xảy ra bất chắc. Chỉ có 1/3 giáo viên kiên quyết dừng thí nghiệm trước mức tối đa 450V. Và như vậy, có đến 65% số người tham gia quyết định đi đến cùng. Theo đó, sau khi thí nghiệm ban đầu kết thúc, Milgram đã tổ chức nhiều thí nghiệm khác với một số biến được kiểm soát để xem các yếu tố khác nhau có tầm quan trọng gì trong việc ảnh hưởng đến sự phản kháng tâm lý của một người bình thường. Thế nhưng, kết quả lại không khác là mấy so với lần thí nghiệm trước. Milgram đã phát hiện ra rằng mọi người có nhiều khả năng thực hiện các hành vi tàn bạo và vô nhân tính nếu họ có thể cảm thấy được cho phép bởi những người có quyền lực hay là một số cơ quan thẩm quyền được công nhận. Mức độ sẵn sàng gây sốc điện của những người tham gia sẽ gia tăng khi họ cảm thấy được rằng cơ quan có thẩm quyền sẽ chịu trách nhiệm về mặt đạo đức đối với những hành động mà họ làm. Từ đó, ông đã đưa ra kết luận, dưới sức ép mệnh lệnh của những người có quyền, khi tự cho rằng bản thân sẽ không phải chịu trách nhiệm, thì con người có thể gây ra những hành động độc ác, vô đạo đức, gây tổn thương đến người khác, dù biết rằng chúng trái với niềm tin và đạo đức. Sau khi nghiên cứu này được tổng kết trong bài luận văn mang tên Nghiên cứu hành vi của sự vâng lời, được xuất bản trên tờ chuyên san Journal of Abnormal and Social Psychology, Milgram và những người tham gia thí nghiệm đã vấp phải sự chỉ trích từ những người khác trong cộng đồng tâm lý học. Sau khi ông xuất bản luận văn, họ nói thí nghiệm của Milgram là vô nhân tính và thiếu chuyên nghiệp, mặc dù những đối tượng tham gia không hề bị thiệt mạng hay có bất kỳ thương tích gì. Vậy những người tham gia thí nghiệm có phải là những con ác quỷ đội lốt người? Đại đa số những người tham gia đều dằn vặt nội tâm và đều thể hiện ra sự đấu tranh đối với cả giai cấp cầm quyền. Bạn có thể chia họ thành 5 kiểu người. Mẫu người cá biệt, không hề quan tâm đến sống chết của người khác, tận hưởng việc ấn nút kích điện. Mẫu người phục tùng mọi mệnh lệnh của giai cấp cầm quyền. Họ lựa chọn quyền lực thay vì đạo đức. Họ lo lắng cho bản thân hơn là an nguy của người khác. Mẫu người thuận theo, tuy có tư tưởng đạo đức và có chút độc lập, nhưng cũng chỉ là những em bé ngoan ngoãn. Mẫu người thách thức thất bại, chỉ dám thách thức chất vấn các nhà cầm quyền từ 1 đến 2 lần. Nếu thất bại, họ sẽ lại ngoan ngoãn như thường. Mẫu người trực tiếp, họ sẽ trực tiếp thách thức những nhà cầm quyền. Những người này có tư tưởng đạo đức rất vững vàng và không dễ gì nghe theo mệnh lệnh của người khác nếu mệnh lệnh đó trái với lương tâm của họ. Mặc dù thí nghiệm của Milgram gây ra nhiều tranh cãi, nhưng nó vẫn được xem là một trong những cột trụ trong lĩnh vực triết học, chính trị và đạo đức học. Thí nghiệm này cũng thường xuyên được giảng dạy tại nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Ngoài ra, nó cũng được chuyển thể thành phim Experimenter năm 2015. Sang thế kỷ thứ 21, người ta mới quay đầu nhìn lại các thí nghiệm mấy chục năm trước của Milgram. Thông qua các nhà tâm lý học khác nhau, lặp lại nhiều lần thí nghiệm này thì tỷ lệ sai lệch đều chỉ trong phạm vi 10%. Có lẽ những ai biết đến kết quả thí nghiệm của Milgram đều cảm thấy tuyệt vọng và mất đi niềm tin vào con người. Nhưng bạn đừng quên, có khoảng 10% mẫu người trực tiếp, những người đã kiên quyết lựa chọn đạo đức thay vì quyền lực,
kiên quyết dừng thí nghiệm để đảm bảo an toàn cho người khác. Tuy rằng 10% không nhiều, nhưng đó vẫn là hy vọng của thế giới, của loài người. Vậy, thông qua thí nghiệm này, bạn có nghĩ bản chất của con người là ác hay không? Hay họ chỉ là những con robot được nhào nặn và lập trình bởi gia đình và xã hội từ khi còn nhỏ, bị thao túng bởi nỗi sợ hãi và luật lệ, quá yếu ớt để thách thức người khác? Hãy để lại suy nghĩ của bạn về thí nghiệm tâm lý này và bản chất của con người dưới phần bình luận của chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya.